Chào với em, thì hôm trước thì chúng ta đã học về phép nhân hai ma trận, học về định nghĩa và cái cách nhân hai ma trận bằng tay. Thì có một cách nữa là chúng ta có thể nhân hai ma trận bằng cái hàm ở trên Excel. Ví dụ ở đây thì cho một cái hai cái ma trận là ma trận A vuông cấp 3, ma trận B là cũng vuông cấp 3 luôn. Như vậy thì khi mà mình lấy ma trận A mà nhân với ma trận B á, thì nó sẽ ra ma trận cấp 3 nhân 3. Đó, thì để nhân hai ma trận này, đầu tiên là mình sẽ dự đoán được cái số chiều của ma trận tích. Tức là ma trận A mà nhân cho ma trận B á, thì nó sẽ ra ma trận vuông cấp 3. Cho nên mình sẽ chọn ngang 3 ô và xuống 3 ô. Và chỗ này mình sẽ bấm dấu bằng. Mình sẽ nhập cái hàm vô. Thì chúng ta sẽ nhập cái hàm bằng cách bấm chữ Fx này. Thì trong cái hàm Fx này đó, thì em chọn cái chỗ lệnh mask em check đó, và sau đó là chúng ta gõ cái chữ M. Đấy, gõ chữ M thì khi mình kéo xuống mình chữ gặp chữ M mu này, M mu này thì nó chính là cái phép nhân hai ma trận. Đấy, thì mình muốn nhân ma trận A cho ma trận B đó, thì mình sẽ chọn cái array 1, tức là cái ma trận A chỗ trước, và array 2 là mình sẽ chọn ma trận B. Rồi xong mình bấm OK. Đó, thì nó ra kết quả nhân hai ma trận AB cho nhau. Còn ví dụ như mình muốn nhân ma trận B cho ma trận A thì ngược lại là mình sẽ bấm cũng chọn ba ô, tại vì ngang ba ô và về xuống ba ô. Bởi vì ma trận B nhân ma trận A thì nó cũng là ma trận vuông cấp 3. Chọn ba ô này xong mình bấm dấu bằng. Thì ở đây mình chọn cái M mu nó có sẵn ở đây. Thì lúc này cái array 1 là mình sẽ chọn ma trận B. Và array 2 á, thì mình chọn ma trận A. Thì lúc này mình bấm OK thì nó ra được tích của hai ma trận A và B.